Bạn thân mến, hôm nay là mình là Thao Chim Cu Gáy thì mình thôi thì cũng là một cái chân thành với bác Chi ở trên Bắc Giang. Vừa rồi mình có để cho bác Chi một cái đôi chim non khổng lồ và một con chim khách, nhưng mà cũng không hiểu vì sao thì con chim khách lên trên đấy thì nó cũng chưa lên được. Thì thể theo cái thiện chí với khách hàng cũng như là bác Chi cao tuổi, thì bác Chi thì năm nay cũng bằng tuổi cha ông của chúng tôi. Thì hiện bây giờ là trước khi tối hôm nay là chuyển con chim này là ở nhà là chim nhẽ là cũng thao để chơi để dùng, nhưng mà thôi thì cũng nhượng lại cho bác Chi. Con này ở nhà là bổ bốn, gáy rất là chuẩn đấy, đầu là đầu xanh đó, với cái đây là ngực ngực hồng đó, đây là ngực hồng, đây là con này là gọi là mã ngỗng, màu màu ngỗng, màu lông ngỗng đó. Thế còn cái phần đít đây là đít màu màu xám, màu ngỗng đó. Thì cái chân của nó đây, các bạn nhìn thấy chân của nó đây, thì cặp chân của nó rất là già chim. Nếu như để mà nói con chim này thì lúc nào cũng trị giá khoảng trên 2 triệu. Thế nhưng mà vì là bác Chi đang cao tuổi, bác cũng hay gọi điện hỏi thăm chia sẻ, cũng là một fan hâm mộ của Thao Chim Cu Gáy. Thì Thao cũng quyết tâm là kính lão đắc thọ là để cho bác Chi với cái mức là 1 triệu 500 ngàn gửi lên Bắc Giang để cho bác Chi. Đấy, các bạn nhìn cái chân vảy của nó đây này. Đấy, quay sát rồi là chân nó rất là to và đẹp, vảy móng rất là chắc chắn. Đấy, phần đầu mỏ cườm này. Cườm này. Cườm rất là óng ánh. Đó. Con này cườm rất là đẹp. Cái phần người của nó thì các bạn nhìn thấy là nó to như thế nào. Con này thì nếu mà để mà nói cầm thì cỡ tay thôi. Nếu kích thước của nó thì mình có thể so sánh với bằng một con bồ câu nhỏ. Đấy, các bạn thấy là chắc chắn là gửi lên cho bác Chi thì bác Chi cũng sẽ gọi điện cảm ơn. Thì vì con này ở nhà đang gáy rất sung.